Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Toyota. Thì hôm nay Tình sẽ chia sẻ những công việc cần làm trước khi sử dụng dòng xe Toyota Ray 2022. Như anh em được biết, Ray là một dòng xe hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam từ thị trường Indonesia. Ray là dòng xe 5 chỗ gầm cao, thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.0 turbo tăng áp, công suất nó khoảng là 98 mã lực anh em nha. Thì giá xe Toyota Ray có hai mức giá. Một mức giá là 527 triệu cho màu đen và màu đỏ, không có nóc đen, màu đỏ hết. Và những màu còn lại như là màu đỏ nóc đen, màu trắng ngọc trai, màu xanh lam nóc đen, màu vàng nóc đen, thì tất cả là mức giá là 535 triệu, tức là cao hơn 8 triệu. Giá lăn bánh của Ray đâu đó hơn 600, là có một chiếc xe Toyota Ray 5 chỗ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những công việc cần làm khi sử dụng xe anh em nha. Mời anh em. Đầu tiên, khi sử dụng chúng ta cần phải kiểm tra áp suất lốp, tất cả các bánh trước, sau và bánh xe cua. Bánh xe cua xe Ray sẽ nằm ở đây. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra áp suất lốp của Ray anh em nha. Đây. Đây, bánh xe cua. Chúng ta đi lúc nào cũng phải kiểm tra bánh xe cua còn hơi hay không nha, chứ không đến lúc lủng mà bánh xe cua cũng hết hơi thì cũng như không. Đây, bánh xe cua ở đây. Tại vì xe Ray không có cảm biến áp suất lốp nên chúng ta cần phải kiểm tra bằng tay để tìm hiểu. Tốt nhất khi sử dụng xe, mình hãy trang bị thêm một bộ bơm lốp điện tử của Toyota anh em nha. Khi nào lốp mềm thì mình có thể là bơm lên, không cần phải ra. Cái công việc thứ hai là công việc kiểm tra ở ngoài khoang động cơ. Trước khi mà kiểm tra khoang động cơ về nhớp, nước làm mát, thì anh em hãy nổ máy trong vòng 5 phút, tìm một nơi bằng phẳng đậu và chúng ta bắt đầu kiểm tra về cách sử dụng xe. Đầu tiên là nước rửa kiến. Mình kiểm tra xem nước rửa kiến có còn không. Không có thì mình sẽ châm thêm. Thứ hai là nước làm mát. Thì ở nước làm mát ở đây có hai chỗ mà mình kiểm tra. Có hai nắp để mở, nhưng mà anh em chỉ mở kiểm tra bình nước phụ. Nhìn bằng mắt thường thì ở đây, mời anh camera mình xịt lại tới đây một xíu. Ở đây thì trong bình nước phụ mình có hai nắp full và low, tức là nước làm mát mình ở giữa hai mức này là được anh em nha. Full và low ở giữa này là được. Còn nếu không thì mình hết thì mình phải châm thêm. Đây, mở đây anh em, mở, châm. Hạn chế tối đa mở cái nắp này anh em nha, tại vì cái nắp này cực kỳ nóng và cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo là chúng ta thăm nhớt. Đây, nhớt thì cái ti đây thì mình sẽ rút lên thế này ha. Mình lau cho sạch anh em nha, xong mình đút vô lại. Rồi, đút vô lại xong mình kéo ra, mình kiểm tra. Nếu nhớt nó ở trong hai cái nút này, anh em thấy không, nhớt là mình ở trong hai mức này, ở giữa hai mức này là đủ ha. Đây, đủ. Còn nếu mà nó hụt không thấy nhớt đâu thì tất nhiên là mình phải châm nhớt hoặc là đến hãng. Cái thứ ba, nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ biết được, đó là đây, cái này là cực kỳ quan trọng, dầu thắng. Anh em nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ nhìn thấy dầu thắng, mắt pin là phải có dầu thắng anh em nha. Còn nếu không ấy chúng ta kiểm tra, mở nắp lên mình có thể châm thêm dầu thắng nếu trường hợp hết, hoặc là gọi hotline của dịch vụ nếu hết. Khi hết dầu thắng thì mình không sử dụng xe. Khi hết dầu thắng thì mình không sử dụng xe. Đó là đây, ở đây nó có một cái bình ắc quy. Bình ắc quy mình là nước, thì anh em sẽ có mức up và mức low ha. Low là cái dòng này là để kiểm tra, ví dụ như mức low là dung dịch axit nó hết thì mình phải châm, hoặc là liên hệ với kỹ thuật người ta châm cho ha. Và cuối cùng, tuy xe chưa sử dụng đến định kỳ
chưa đến định kỳ, nhưng mà xe chúng ta vận hành á ở đường bụi, đường bụi nó lâu ngày nó dơ thì chúng ta có thể gỡ ra cái lọc gió này ra, lấy lọc gió ra anh em nha, và thổi bụi nó đi. Ví dụ xe mình 1.000 cây số đầu tiên đến 5.000 cây số mà mới đi 2.000 nhưng mà sử dụng đường bụi thì nó sẽ bụi. Mình ra nhà mình không có súng gió thì anh em có thể ra tìm sửa xe Honda đó, nhờ người ta xịt nó sạch cái này. Rồi chúng ta đút lại thì như này anh em. Đây, lọc gió mình bỏ vô đây cho nó gọn gàng. Rồi ở đây có cái lẫy nè, lẫy nó ngàm vô đây, ngàm vô đây. Rồi bọc đây một cái, bọc đây một cái, đó là xong. Tổng thể chúng ta cần phải kiểm tra, thứ nhất là absorb, thứ hai là nước rửa kiến, thứ ba là nước làm mát, thứ tư là nhớt xe, thứ năm là dầu thắng, thứ sáu là bình ắc quy, thứ bảy là vệ sinh lọc gió nếu cần, và thứ tám nữa là anh em kiểm tra cụm đèn dùm tình, cụm đèn. Đó là những công việc cần thiết và mình tạo thói quen khi sử dụng xe để đảm bảo an toàn cho mình, cho khách hàng và cho người thân của mình khi sử dụng xe anh em nhé. Nếu mà không có thời gian thì khoảng 2-3 ngày mà mình sử dụng á, thì mình cũng phải kiểm tra trước khi sử dụng, tạo thành thói quen kiểm tra một cái rồi mình đi, nó sẽ an toàn hơn cho mình nha anh em. Đó là những gì tình muốn chia sẻ ở cái clip này. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip. Hẹn gặp lại anh em ở nhớ video tiếp theo. Anh em có thể cho Tình một nút đăng ký kênh, like và share cho kênh Văn Tình Toyota. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em. Rồi, ok.